Chiều ngày 12 tháng 9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh ABCD Mekong là An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Cần Thơ cùng các sở ngành thành phố có buổi làm việc với trung tâm BSA để rà soát công tác tổ chức diễn đàn Mekong Connect 2019. Theo ban tổ chức, diễn đàn Mekong Connect năm 2019 với chủ đề chính liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường, được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Trước khi diễn đàn diễn ra, mỗi địa phương trong ABCD Mekong nhận nghiên cứu chuẩn bị một đề tài để sau đó gom lại in thành báo cáo của chủ đề chung và mỗi địa phương cũng sẽ trình bày đề dẫn cho 4 nhóm thảo luận tại diễn đàn. Trong quá trình chuẩn bị diễn đàn, sẽ tổ chức các tọa đàm, gặp gỡ với chuyên gia và doanh nghiệp liên quan chủ đề. Sau diễn đàn, tiếp tục thực hiện một số hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nông dân của ABCD Mekong và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu. Mekong Connect CEO Forum là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, nhà quản lý chính quyền, các chuyên gia trong ngoài nước và các đối tượng có mối quan tâm, lợi ích liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn này ra đời từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong được phối hợp tổ chức bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và lãnh đạo 4 địa phương, cùng sự hỗ trợ của câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC.